tuyển nữ Việt Nam nộp thuế thu nhập bất thường từ khoản thưởng của FIFA. Khi nhận khoản thưởng từ Liên đoàn bóng đá thế giới, các cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup 2023 sẽ thực hiện nhiệm vụ đóng thuế, vì đây là khoản thu nhập bất thường, theo quy định của luật pháp Việt Nam. Sau World Cup 2023, FIFA mới giải ngân. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, quyết định chi 110 triệu đô la Mỹ và sẽ phân chia dựa trên thành tích cụ thể của các đội tại World Cup nữ 2023. Cụ thể, mỗi đội vào vòng bảng tổng cộng 32 đội, được thưởng 1,56 triệu đô la Mỹ, khoảng 35 tỷ đồng, mỗi đội vào vòng 16 nhận 1,87 triệu đô la Mỹ, khoảng 43 tỷ đồng, mỗi đội vào tứ kết nhận 2,18 triệu đô la Mỹ, đội hạng tư được 2.455 triệu đô la Mỹ, đội hạng ba được 2,61 triệu đô la Mỹ, đội Á quân được 3.015 triệu đô la Mỹ và đội vô địch nhận 4,29 triệu đô la Mỹ, gần 100 tỷ đồng. Với việc xuất sắc lọt vào vòng chung kết World Cup 2023, đội nữ Việt Nam chắc chắn được nhận ít nhất 1,56 triệu đô la Mỹ. 23 cầu thủ trong danh sách chốt dự vòng bảng World Cup nữ 2023 sẽ nhận 30.000 USD một người, khoảng 700 triệu đồng. FIFA mới chỉ thông báo đến các liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự World Cup nữ 2023 về các mức thưởng như nêu trên chứ chưa giải ngân, kể cả khoản tiền 1,56 triệu đô la Mỹ dành cho các đội có mặt ở vòng bảng, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Sau World Cup này, khi đã có kết quả cụ thể, FIFA mới giải ngân. FIFA cho biết thêm số tiền của mỗi đội tuyển tương ứng với thành tích mà đội tuyển đó nhận được sẽ được FIFA chuyển khoản về tài khoản của liên đoàn bóng đá. Ví dụ tiền thưởng của FIFA dành cho đội nữ Việt Nam sẽ chuyển khoản cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Các cầu thủ Việt Nam sẽ thực hiện nghĩa vụ về việc nộp thuế. Xin được nói rõ hơn, những cá nhân hay tập thể của thể thao Việt Nam được thưởng theo các văn bản quy định của nhà nước như nhận thưởng khi giành HCV, huy chương bạc, huy chương đồng, phá kỷ lục SEA Games, không phải nộp thuế. Nhưng với những khoản hỗ trợ, khoản thưởng không thuộc phạm vi quy định trong các loại văn bản của nhà nước, huấn luyện viên và vận động viên đều phải nộp thuế. Nói riêng về đội bóng đá nữ Việt Nam, sau SEA Games, với các khoản thưởng từ doanh nghiệp, toàn bộ số tiền của tập thể sẽ trừ 10% tiền thuế. Sau đó, lại trừ thuế cá nhân, huấn luyện viên Mai Đức Chung nộp thêm 30%, còn mỗi cầu thủ là 10% trên tổng số tiền đã trừ thuế tập thể 10%. Thế nào là thuế thu nhập bất thường? Trở lại với khoản hỗ trợ khoản thưởng của FIFA dành cho các đội dự World Cup 2023. Với các cầu thủ Việt Nam, đây là thu nhập bất thường. Điểm y, khoản 1, điều 25, thông tư 111/2013 TT-BTC quy định người lao động sẽ phải đóng thuế thu nhập bất thường trong hai trường hợp, trong đó người lao động không ký hợp đồng lao động với các tổ chức cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao. Cụ thể ở trường hợp này, người lao động là cầu thủ. Các cầu thủ nữ Việt Nam không ký hợp đồng lao động với FIFA nên khi nhận tiền từ FIFA sẽ phải nộp thuế thu nhập bất thường. Mỗi cầu thủ được nhận khoảng 700 triệu đồng, khoản thuế phải nộp là 10%, tương đương khoảng 70 triệu đồng. Nếu vào sâu hơn, đội nữ Việt Nam được nhận nhiều tiền thưởng hơn và cũng phải nộp thuế thu nhập bất thường 10%. Ngoài ra, FIFA còn giải ngân thành nhiều đợt cho mỗi liên đoàn có đội dự World Cup 2023 số tiền khoảng 960.000 đô la Mỹ, phục vụ cho các hoạt động trước khi bước vào giải đấu. Theo kế hoạch được thống nhất giữa VFF và ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, khoản tiền này sẽ được phân bổ và sử dụng trong các chuyến tập huấn nước ngoài tại Nhật Bản, Đức và New Zealand, các trận thi đấu giao hữu cũng như mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tập luyện và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Các khoản tiền mà FIFA hỗ trợ VFF và 31 liên đoàn còn lại sẽ được cơ quan kiểm toán quốc tế giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính công khai, minh bạch. VFF có nhiệm vụ làm tờ trình về tài chính, báo cáo rõ ràng, chi tiết những khoản chi dành cho đội nữ từ các khoản hỗ trợ, khoản thưởng của FIFA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.